Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 10 với những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10. Năm thứ 10 học bổng vì em hiếu học được trao cho học sinh nghèo tại Khánh Hòa. Đề án thí điểm giao khoán bảo vệ rừng Cam Xe Ninh Tây bước đầu phát huy hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2023. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chúc mừng một số doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa. Đến thăm công ty xăng dầu Phú Khánh, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã biểu dương những nỗ lực của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. 9 tháng năm 2023, công ty đã nộp ngân sách nhà nước hơn 1.500 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm. Thăm công ty cổ phần rong nho DT Khánh Hòa, ông Nguyễn Hải Ninh mong muốn, trong thời gian tới, công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu. Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác chăm lo đến đời sống người lao động. Đặc biệt nhấn mạnh đến nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết 41 là món quà hết sức ý nghĩa từ Đảng, Nhà nước trong dịp kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đây thực sự là nguồn động lực, luồng gió mới về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn tới, đáp ứng mong đợi của giới doanh nhân và xã hội. Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Vân Phong và công ty Ngọc Trai Sài Gòn tại huyện Vạn Ninh. Tại các nơi đến thăm, đại diện hai công ty đã báo cáo một số nét chính về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, đồng thời kiến nghị đến các sở ngành một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các công ty trong thời gian qua, cũng như sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển của tỉnh, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, cũng như thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát các chủ trương của tỉnh nhằm hoàn thành tốt kế hoạch của đơn vị trong thời gian tới, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển theo đúng định hướng của Bộ Chính trị. Đoàn công tác do ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay đã đến thăm chúc mừng một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện Vân Phong, Sumitomo, công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam, công ty liên danh kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong. Tại những nơi đến thăm, sau khi nghe các doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị, đồng thời ghi nhận cảm ơn những đóng góp của doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp luôn đoàn kết, sáng tạo trong lao động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh. Đồng thời, các ngành các cấp cần bám sát hoạt động của doanh nghiệp để cùng chia sẻ khó khăn, cũng như đề xuất các giải pháp tháo gỡ, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng cùng đại diện một số sở ngành đã đến thăm chúc mừng các đơn vị. Hiệp hội Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Arnes Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Khánh Hòa. Đại diện các doanh nghiệp đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, báo cáo vắn tắt về tình hình sản xuất kinh doanh. Qua đó, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết một số vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng đã gửi lời chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của các đơn vị nhân ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và gặt hái nhiều thành công trong công việc. Và các doanh nhân sẽ luôn là biểu tượng của sự nhiệt huyết, tài năng, giỏi làm kinh tế, góp phần xây dựng và làm giàu cho quê hương. Còn trong chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam tại các doanh nghiệp, công ty cổ phần hàng không Vietjet, văn phòng tại Nha Trang, chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, công ty cổ phần tại thành phố Nha Trang, Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời ghi nhận cảm ơn những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
lãnh đạo tỉnh mong các đơn vị tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh, triển khai các chương trình kích cầu du lịch, có chính sách ưu đãi về giá và sản phẩm cho các nhà đầu tư, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch, nỗ lực đạt kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện về thủ tục đầu tư hạ tầng dịch vụ, mở rộng quy mô sản xuất. Cũng trong chiều nay tại Nha Trang, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tham dự và phát biểu chúc mừng tại chương trình gặp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã thông tin đến các đại biểu, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế một số kết quả tiêu biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2023. Đồng thời, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh vào sự phát triển của Khánh Hòa trong thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa vượt qua những khó khăn chung của kinh tế thế giới và Việt Nam, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi ngành du lịch, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế đã đề ra. Cũng tại chương trình gặp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Tiến sĩ Kinh tế Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đã chia sẻ hai chuyên đề Kinh tế và Chính sách năm 2023-2024, tác động và giải pháp đối với doanh nghiệp và chuyên đề Giải pháp chuyển đổi số đối với doanh nghiệp hiện nay. Qua đó, giúp các doanh nghiệp kịp thời cập nhật những thông tin về tình hình kinh tế trong nước, kịp thời nắm bắt những cơ chế chính sách quan trọng vừa được Đảng và Nhà nước ban hành, kinh nghiệm trong ứng dụng chuyển đổi số đối với doanh nghiệp. Còn trong sáng nay, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự của Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong sự phát triển kinh tế của tỉnh, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa trong những năm gần đây. Mong muốn các thế hệ doanh nhân đi trước truyền nhiệt huyết, kinh nghiệm cho các doanh nhân trẻ, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, chú trọng đầu tư quỹ khởi nghiệp, hỗ trợ cho doanh nhân trẻ khởi nghiệp, khởi sự, quan tâm tạo điều kiện cho doanh nhân trẻ ưu tú được kết nạp đảng. Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa đã ra mắt 4 câu lạc bộ doanh nhân trẻ trực thuộc tại các địa phương. Hội hiện có trên 300 hội viên tham gia hoạt động. Chuyển sang một nội dung khác, sáng nay tại thành phố Nha Trang, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo luật địa chất và khoáng sản. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và gần 100 đại biểu đến từ các sở ban ngành thuộc các tỉnh, thành phố miền Trung Nam Bộ và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá, sau 13 năm thực hiện luật khoáng sản năm 2010 đã bộc lộ những hạn chế, không còn phù hợp với thực tiễn. Do đó, việc lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật địa chất và khoáng sản sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về khoáng sản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản. Dự thảo luật địa chất và khoáng sản được xây dựng 13 chương, 132 điều. Các đại biểu đã góp ý cho dự thảo luật về các vấn đề như trách nhiệm bảo vệ tài nguyên địa chất khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban Nhân dân các cấp, quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phù hợp, đồng bộ với quy hoạch của các ngành, nghề liên quan, quy định về đối tượng là cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong khai thác khoáng sản, một số quy định về bảo vệ môi trường, v.v. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi gồm 16 chương, 208 điều quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng, việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các quy định về người có liên quan, việc cung cấp thông tin, việc xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay, việc chấm dứt cấp tín dụng, hoạt động của ngân hàng thương mại, quy định giới hạn cấp tín dụng, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, về cơ chế bảo vệ pháp lý đối với cán bộ trong thực thi nhiệm vụ được giao. Tất cả các ý kiến đóng góp sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và trình lên Tổng thư ký Quốc hội. Dự kiến dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội tới.
Sáng nay tại Nha Trang, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đơn vị trưởng cụm năm 2023 và Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng cụm thi đua số 7 năm 2023. Đến dự có ông Phạm Hồng Quyền, vụ trưởng vụ thi đua, khen thưởng Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Lê Hữu Trí, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Năm 2023 là năm đầu tiên cụm thi đua số 7 được Tòa án Nhân dân tối cao thành lập với 7 Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, gồm Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận. Cụm thi đua còn có 74 Tòa án Nhân dân cấp huyện với hơn 1.200 công chức. Cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua chung của cả nước, cụm đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề Cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động Tòa án Nhân dân cụm thi đua số 7 phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023. Trong năm, các Tòa án Nhân dân trong cụm đã giải quyết xét xử gần 48.500 vụ việc, đạt tỷ lệ 89%. Hội nghị đã thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tòa án Nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Hội nghị đã bầu trưởng cụm thi đua năm 2024 là Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên. Cũng trong sáng nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 10 năm 2023. Hơn 100 đại biểu tại hội nghị đã được thông tin một số nội dung như kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng, kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, quy định số 116 ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng tiêu cực. Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 13, đặc biệt là tuyên truyền 4 nghị quyết mới ban hành, kết quả Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 16, kết quả kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, tiếp tục tuyên truyền các quy hoạch, dự án trọng điểm của tỉnh, các ngày kỷ niệm trong tháng 10 cùng một số nội dung quan trọng khác. Huyện ủy Vạn Ninh sáng nay đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương qua 9 tháng của năm 2023 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Theo báo cáo, tình hình kinh tế xã hội của huyện Vạn Ninh tiếp tục giữ mức ổn định. Một số lĩnh vực phát triển vượt so với cùng kỳ năm 2022 như sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp. Công tác an sinh xã hội triển khai kịp thời, đầy đủ, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đối với công tác xây dựng đảng, từ đầu năm đến nay, đảng bộ huyện đã kết nạp 113 đảng viên mới, đạt hơn 85% kế hoạch. Trong các tháng còn lại của năm 2023, huyện Vạn Ninh tiếp tục tập trung giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng, bàn giao mặt bằng, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đối với công tác xây dựng đảng, huyện Vạn Ninh đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh sáng nay đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Khánh Sơn. Từ năm 2021 đến nay, huyện Khánh Sơn đã được cấp 277 tỷ đồng để triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, đồng thời lồng ghép thực hiện các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Khánh Sơn còn nhiều khó khăn vướng mắc cần sớm được tháo gỡ. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Khánh Sơn cần rà soát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện các dự án. Với những nội dung vướng mắc thì đề xuất kiến nghị kịp thời với sở ngành liên quan để tháo gỡ, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch chung của huyện để có cơ sở thực hiện các dự án trong thời gian tới. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, tình hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định. Lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng gần 2,3%, thủy sản tăng gần 4,4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 450 triệu đô la Mỹ. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 63 trên 92 xã, đạt tỷ lệ 68,5%. Ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 12,6% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Giá trị đóng góp vào GRDP của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp tiếp tục tập trung triển khai các hiệu quả các nội dung của ngành về phát triển Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng dẫn tổ chức sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tập trung làm tốt công tác phòng chống thiên tai, kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản, cùng một số nội dung khác. Sáng nay tại huyện Khánh Vĩnh, Viettel Khánh Hòa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Khánh Hòa tổ chức lễ trao học bổng Vì em hiếu học năm học 2023-2024. Huyện Khánh Vĩnh là địa phương có số học sinh được nhận học bổng Vì em hiếu học nhiều nhất của tỉnh Khánh Hòa trong năm nay với 130 em, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng. Được biết, năm học 2023-2024, Viettel Khánh Hòa phối hợp tổ chức trao 270 suất học bổng Vì em hiếu học với tổng giá trị hơn 540 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 27 xã của các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Được triển khai từ năm 2014, chương trình học bổng Vì em hiếu học của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện. Với thông điệp, khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn, đây là năm thứ 10 chương trình học bổng Vì em hiếu học đến với Khánh Hòa. Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản gửi một số phòng giáo dục và đào tạo, trường trung học phổ thông về triển khai các nội dung dự án nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh tỉnh Khánh Hòa. Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh với mục tiêu tập trung nâng cao kỹ năng nghe nói, tạo môi trường thực hành nói tiếng Anh cho học sinh và xây dựng phong trào học tiếng Anh trong học sinh của hai địa phương thí điểm là thành phố Nha Trang và huyện Cam Lâm. Theo đó, 11 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia dự án giai đoạn 1 sẽ bổ sung 30 tiết học tiếng Anh một năm học một trường theo hình thức gộp thành 8 đến 15 buổi sinh hoạt câu lạc bộ có chủ đề, có mục tiêu cụ thể. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 16 tháng 10. Được biết, 11 trường thực hiện dự án giai đoạn 1 gồm 6 trường trung học cơ sở Thái Nguyên, Nguyễn Hiền, Võ Thị Sáu, thành phố Nha Trang, Hùng Vương, Nguyễn Hiền, Quang Trung, huyện Cam Lâm, với 5 trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Hà Huy Tập, thành phố Nha Trang, Nguyễn Huệ, Đoàn Thị Điểm, huyện Cam Lâm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép ngày càng phức tạp, nhất là tại khu vực rừng Cam Sen Ninh Tây của thị xã Ninh Hòa. Để giữ rừng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt đề án thí điểm giao khoán bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp đối với rừng Cam Sen Ninh Tây. Đề án giao cho đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, phối hợp với người dân địa phương triển khai đã bước đầu mang lại hiệu quả. Hơn 2 năm nay, từ ngày nhận khoán bảo vệ rừng Cam Xe, hàng ngày, ông Tăng Văn Thông ở thôn Buôn Tương, xã Ninh Tây đều tham gia tuần tra cùng với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa. Rừng Cam Xe Ninh Tây là diện tích rừng thuần loại duy nhất tại Khánh Hòa. Những năm qua, diện tích rừng tại đây suy giảm nghiêm trọng do tình trạng khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Để góp phần giữ rừng, ông Thông đã ký hợp đồng với Ban Quản lý nhận bảo vệ gần 20 hecta rừng Cam Xe. Trong cái rừng này thì bây giờ mình chỉ đi làm ban ngày, nhưng mà dùng cái công việc gì như ví dụ bà con mà lấn chiếm rừng với chặt phá thì mình về mình báo với các anh này để xử lý. Đề án thí điểm giao khoán bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp đối với rừng Cam Sen Ninh Tây thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 với tổng diện tích hơn 301 hecta, trong đó hơn 172 hecta giao khoán bảo vệ rừng, 129,5 hecta trồng rừng và sản xuất nông nghiệp. Thực hiện đề án này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa đã phối hợp với xã Ninh Tây rà soát, ký hợp đồng giao khoán bảo vệ hơn 166 hecta cho 9 hộ dân. Hiện nay, hộ được khoán bảo vệ nhiều nhất là hơn 27 hecta, hộ ít nhất gần 10 hecta rừng Cam Xe. Các hộ nhận khoán được hỗ trợ tiền bảo vệ rừng 300.000 đồng 1 hecta một năm. Đối với hộ là có trách nhiệm phải bảo quản rừng, có sự tuần tra kiểm tra thường xuyên cùng với các cái hộ nhận khoán cùng liền kề cũng phải tổ chức đi kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm là phải có cái báo cáo với cùng với tổ để tiến hành ra sự kiểm tra để ngăn chặn kịp thời, tuyên truyền vận động nhân dân đối với rừng hộ nhận khoán là không nên là đến cửa rừng để khai thác trái phép. Qua đánh giá kết quả thực hiện đề án sau hơn 2 năm triển khai, công tác bảo vệ rừng Cam Sen Ninh Tây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, từ tháng 7 năm 2021, thời điểm bắt đầu triển khai đề án, đến tháng 12 năm 2021, trong phần diện tích được giao khoán đã xảy ra 39 vụ vi phạm về lấn chiếm đất rừng.
Còn từ đầu năm 2023 đến nay, các trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất rừng đã giảm còn 10 vụ, trong đó có 5 hộ chưa để xảy ra vụ vi phạm nào trong phần diện tích được giao khoán. Chúng tôi không phải phó mặc cho người dân là giữ rừng này, mà đây là công tác phối hợp giữa đơn vị với người dân. Thì qua thời gian qua thì theo kết quả mà chúng tôi thì thấy là việc phá rừng, nhất là việc chặt cây để mà khai thác rừng trái pháp luật thì nó giảm đi rất là nhiều. Đối với công tác khoán bờ rừng thì theo thực hiện cái chương trình quốc gia đối với tiểu dự án 1 và dự án 3 thì hiện nay đối riêng đơn vị chúng tôi thì sau rất là nhiều lần tuyên truyền và vận động người dân thì đến nay thì cũng đã có 17 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số sống ở Ninh, xã Ninh Tây đăng ký là nhận bảo vệ rừng khoảng diện tích khoảng 500 ha. Với mục tiêu bảo vệ rừng Cam xe Ninh Tây phát triển tốt hơn, từng bước nâng cao chất lượng rừng, đề án đang được Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa triển khai lồng ghép với chính sách hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ nguồn lực của chương trình, đơn vị đang tính toán việc trồng xen các loại cây ngắn ngày, cây dược liệu, kết hợp chăn nuôi nhằm khai thác tiềm năng dưới tán rừng, góp phần tạo thêm thu nhập cho các hộ nhận khoán, gắn bảo vệ rừng với phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững, ổn định và hiệu quả thiết thực hơn. Những thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.